sò thịt đấy. Nay anh vào đây làm gì đấy? Rửa thịt. Nay anh vào đây rửa thịt đúng không? Có nghe sau tí về sẽ làm ekip ekip từ đầu vô. Ekip từ đầu đến cuối. Thôi từ từ đợi em chút nhá. À đợi em chút đi em quay cho em. Mình phải khâu chuẩn bị từ sáng chứ. Xong đó là mình lịch trình của mình quay chứ, cắt những cái cảnh ngắn nhất. Chỉ quay những cảnh sau khi đã xong xuôi rồi vậy cứ dọn đi nó khỏe lắm. Đúng rồi. Bỏ vào đi hết đi, khi nào xong rồi quay mở được luôn. Toàn dân chuyên nghiệp làm được nhậu rồi. Đó là mấy cộng tác viên là chuyên nghiệp. Ai cười mà rung quả bên này vậy? Trời, cái này chắc cả bình này mới đủ á.